ESU của Chiết có toàn diện hơn ESU của Sai. Cuộc chiến giữa Heavy và FPT giờ đây để coi là cuộc chiến của hai người chơi xạ thủ nói riêng, hay đúng hơn là cuộc thi xem ai bắn ESU khét hơn. Và kết quả anh em chắc đều biết rồi, Chiết 2 và Sai 2, khi cả hai trận hai người chơi dùng ESU đều đạt MVP vào những điểm nhấn riêng của mình. Và Chiết cho người ta thấy một ESU toàn diện như nào, bắn tay đúng lúc, ngắm mắt đúng thời điểm, giữ vị trí tuyệt vời. Nên nhớ, công việc của Chiết ở Heavy không chỉ là xá thương mà còn là người ca team cơ. Vậy anh em hãy cùng trải game xem góc nhìn của Chiết, một người vừa chơi ESU vừa phải gánh trách nhiệm kêu gọi đồng đội, lại phải thể hiện kỹ năng tay, nhãn quan di chuyển sẽ ra sao, cùng tìm hiểu nào. Biết là nhiều anh em yêu cầu làm về góc nhìn của Chiết, đặc biệt là trận tái đấu của Heavy và FPT. Vậy nên triển ngay nhở. Và trong video này là Chiết cầm ESU các bạn nhá, và Sai sử dụng vị tướng Van Hen. TNG đã từng đăng đó trên trạm game TNG và nhận được rất là nhiều phản hồi của anh em. Vậy nên làm tí góc nhìn thôi các bạn nhở, để xem là Chiết khi cầm ESU nó có ok hay không. Không phải tự dưng mà chúng ta đặt cho biệt danh anh chàng này là Chiết Epoder các bạn ơi. Cùng xem khả năng gánh của anh chàng này với đội Heavy khi đối đầu với FPT ra sao nhá. Kết quả thì anh em biết thừa rồi nên TNG không nói nhiều. Quan trọng là trận đấu trận này thôi nhá. Góc cháy là cái lối trang bị của Chiết trong trận đấu này, anh em có thể tham khảo và áp dụng ở đây. Làm tí QA trước nhá. Bizan hay TNG gọi là Bison, chơi ở rank tiếng Anh thì chơi như nào mới chuẩn ạ? Rank nào vậy thôi anh em ơi, quan trọng là anh em phải farm trước, sau đó mới chiêu cuối xuống ra mid, xuống rồng vét mạng tấn công, hoặc là núp bụi sốc đam kẻ địch. TNG vẫn là phong cách đó thôi anh em ạ, vẫn là sốc đam anh em ơi, vẫn là sốc đam các bạn nhá. Về cái phần di chuyển của các tuyển thủ thì chắc anh em biết thừa được rằng vẫn là di chuyển đều đều để farm và có nhiều nguồn tài nguyên nhất có thể. Cái này các bạn xem giải chắc biết rồi đúng không? Đặc biệt là các bình luận viên đấy ạ, họ nói rất nhiều về cái vấn đề này. Còn cuộc tái đấu của Chiết và Sai, đúng vậy, anh em thừa hiểu là cái trận đấu trước của Sai đấy ạ, anh chàng này đã bắn cho Chiết cầm Slim đúng kiểu là lú cả đầu luôn. Và TNG làm trận đấu đo đấy, bạn đã xem chưa? Dừng bạn pick Butterfly, em cầm ESU được không ép? Quá được luôn bạn ơi. Nhưng mà nhớ nhá, giữ vị trí cẩn thận vào và tỉnh vào các bạn nhá. Đừng để thằng Butter nó vào trước, sau đó các bạn mới chu cuối đấy ạ. Không kịp đâu, nó 3 số 2 lần nhảy thì rất là căng bạn nhé. Bản sắc của TNG mà anh em, làm gì thì làm, góc nhìn thì góc nhìn, chém gió gì thì chém gió, nhưng mà cứ phải xem tí QA để có thể tương tác với anh em khán giả chứ. Đấy là điều quan trọng đúng không? Và anh em yên tâm, tạp hóa TNG cái gì cũng có, nhưng mà Tanjiro giá 500 cành không có bạn nhé. Tanjiro mà 500 cành thì chắc là rách đúng không? Mà khi đấy thì chắc là TNG là thằng lụm trước, bởi vì TNG là một fan rất là lớn của Tanjiro bạn nhé. Góc trái các bạn thấy không? Fanpage trả game TNG giao lưu đúng không? Chia sẻ kinh nghiệm, và quan trọng là đảm bảo quyền lợi cho anh em trên tạp hóa của TNG bạn nhé. Rỉa cũng được cái chứ nhỏ các bạn. Cái trận đấu này TNG coi rồi, rất là nhiều bình luận viên đánh giá rất là cao Chiết. Nhưng như anh em biết đấy, đợt trước thì Sai gọi là so sánh với không phải là so sánh mà là liệu đã sánh ngang được với LS chưa. Đương nhiên theo TNG nhá, chúng ta không nên so sánh kiểu đó, mà hơi khập khiễng các bạn ạ. Ed ơi, phù hiệu ma tính khi anh em dùng chú cuối. À hiểu, ý các bạn này nói là một vị tướng đã 40% hồi chiêu rồi thì sử dụng phù hiệu ma tính có được giảm nữa không? Câu trả lời là có được bạn nhé. Kể cả là anh em sử dụng ma tính nhưng anh em lên 40% hồi chiêu cho tướng từ trang bị từ ngọc vẫn được giảm các bạn nhé. Đơn giản ví dụ thôi nhé, nó có một kỹ năng ví dụ là chiêu 1 chiêu 2 đi, nó là 10 giây đúng không? Các bạn có 40% hồi chiêu, nó xuống 6 giây đúng không? Thì khi anh em sử dụng ma tính nó lại giảm tiếp từ cái 6 giây đó. Đấy, nên các bạn cứ thử đi. Thông tin thì các bạn có thể vào đối luyện test các bạn nhé. Còn cái phần 20% giảm ở chiêu cuối đấy ạ, TNG thì nó hơi vô dụng, bởi vì kiếm một vị tướng có thể sử dụng 2 lần chiêu cuối đấy ạ trong 6 giây thì nó hơi khó một tí. Và không phải vị tướng nào cũng thích sử dụng ma tính khi có cái khả năng đó. Còn có một vài vị tướng nào thích sử dụng ma tính mà để tận dụng được 2 lần chiêu cuối liên tục trong 6 giây thì anh em đừng quên comment dưới video nhá. Hoặc là hơn đó, hơn thế đúng không ạ? Cái pha này bắn ngược trở lại, Chiết bắn được phía trước các bạn thấy không? Rồi, kết hợp thêm Ignite các kiểu, các vị tướng sâu đam. TNG đánh giá và rất là thích cái pha combo vừa rồi. À tức là pha giao tranh vừa rồi đó. Chơi Arum nên kè xạ thủ mình hay là lên cao để check map ạ? Thật ra cái này là phải tùy tình huống các bạn nhé. Bởi vì nhá, tùy trường hợp thôi. Đầu game ấy, các bạn có thể hổ báo cùng đồng đội đúng không ạ? Áp lực tiên địch, hoặc là ví dụ đến phút thứ tư đi, đúng không ạ? Các bạn cứ 4 đi. Các bạn thì cùng team ép trụ ngay, kiểu vậy. Còn cuối game đấy ạ, khi mà xạ thủ mình bắn được
và đối thủ có nhiều bị thương sát thủ thì nên đứng gần xạ thủ nhà mình các bạn nhé. Để có thể bảo kê cho nó bắn được mình mới win được chứ, chứ tầm đấy một mình làm được cái gì ạ? Alum xích vào xăng nhá, phải có cái nguồn lượng sát thương nó dồn vào, không có lượng sát thương dồn vào thì nó cũng vô dụng thôi các bạn. Chuẩn quá ạ. Cái trận đấu này TNG rất là thích, nhưng mà đến cái trận kế đấy ạ anh em, trận kế đấy ạ. Rất tiếc là TNG không được xem cái trận mà Sai sử dụng eo su bắn như top top rồi là chết phá đấy mà sử dụng con eo con Slim thay vì con Heate, tuyệt vời không đúng không ạ? Hóng quá mẹ không được, buồn. Em có hai câu hỏi nè, có những vị tướng nào thích kẻ địch đứng gần không? Có nhiều chứ, Laurel, Badum, Alang, trời ơi nhiều lắm Heate. Làm sao để ăn tàn thần hiệu quả khi kẻ địch vẫn đủ người và thế trận đang cân bằng? Em ở rank 7 gặp. Thật ra cái vấn đề này đấy ạ, chúng ta đầu tiên là phải kiểm soát Sai đấy. Mà các bạn xem giải đấu thì sẽ biết được rằng các tuyển thủ đấy ạ, họ check xem là đối thủ có ăn tàn thần hay không. Mặc dù không có Sai bằng cách đó chính là check xem cái thông số giáp của đối thủ, xem là thằng của đối thủ nếu mà bị giảm giáp nhá là nó đang ăn Caesar bạo chúa. Kiểu là không có Sai nhưng vẫn biết được rằng đối thủ ăn hay không đấy. Tức là kiểu bùa của con Caesar bạo chúa từ bùa hại nó sẽ bị giảm, nó sẽ khiến cho kẻ tấn công nó bị giảm giáp các bạn nhá. Đó, đó là lý do vì sao mà ở giải đấy ạ, các tuyển thủ họ phán đoán rất là hay và anh em hoàn toàn thể áp dụng vào rank các bạn nhé. Thật ra thì cái vấn đề check thông số để xem là đối thủ có ăn Caesar hay không đấy ạ, thì ở những cái server khác thì người ta cũng làm nhiều rồi các bạn, chứ không phải là chỉ ở server Việt mình là mới khai sáng đâu các bạn nhé. Chúng ta phải rõ ràng và chuẩn về điều đó. TNG vẫn đang bị xoang các bạn nhé, thành ra cái giọng hơi bị ồm ồm tí các bạn thông cảm. Em có một vài câu hỏi. Ồ, tuyệt vời quá nhở, dạo gần đây anh em có vẻ thích hỏi ai hai ý nè. Ý thứ nhất là Vio chơi build đồ hai xuyên đấy ạ, thì lên nhanh hay lên phức hợp ngon hơn? Nhanh bắn cho phê bạn ơi. Thứ hai, Pain em bỏ thập tự kiếm lên băng nhấn ok không ạ? Theo TNG nha, mặc dù thằng Pain đấy ạ, nó tung kỹ năng ra thì tối đa mỗi kỹ năng sẽ cộng 30% tội đánh đúng không ạ? Và tối đa sẽ là 90%. Nhưng mà TNG thấy là cái thập tự kiếm nó cũng phê đấy chứ, xoẹt xoẹt phê lắm các bạn ơi, TNG thích nó các bạn nhá. Còn nếu các bạn sợ xúc đam quá đấy ạ, các bạn chỉ cần vào sau thôi, cho đồng đội vào trước. Còn nếu mà các bạn kiểu là rén hơn đấy ạ, thì thêm quả cầu băng xương. Chứ còn băng nhấn Skadi thì nó lại không phải là khẩu vị của TNG cho lắm, nên TNG mặn phép mà không lên nhé. Còn anh em fan của Pain có thể để lại thêm tí đóng góp ý kiến không? Bởi vì mỗi người một cái lối chơi, một cái cách đánh mà anh em cứ đóng góp, tự đóng góp thoải mái đi à. Kênh của TNG là kênh tương tác mà, ok chưa? Nhá, nên các bạn cứ yên tâm, TNG lo được. Anh em cứ đặt câu hỏi thôi, chúng ta cứ tương tác. Đấy, đồ đạc của chết cũng ok, hòm hòm rồi anh em. FPT thì lắm gọi là phép quá thì chết phải có choi thôi, không có choi thì sống sao nổi ạ. Rat Timmy nó lại rắm cho toàn đúng không? Em đang ở rank tiếng Anh và muốn one charm Sinit để đeo cao thủ thách đấu, có được không ạ? Một khi đã thích thì quất thôi. Anh em chơi hệ trường phái one charm ấy thì không phải quan tâm mấy cái vấn đề là đeo cao thủ hay thách đấu. Bởi vì ông lên được cao thủ sau đấy ông cày đủ điểm là ông chạy ra bên đỉnh cao để mà leo cục vàng cục tím rồi. Chứ còn cao thủ thách đấu ở cái tầm này hả bạn ơi? Đúng ạ. Và một khi đã chọn one charm ấy ạ, phải kiên trì. Đừng quên rằng con Sinit nhá, nó mặc dù là ở rank không được gọi là ưa chuộng lắm, nhưng mà ở giải đấu, đặc biệt là giải Thái, giải Đài nè, người ta vẫn có chơi các bạn nhá. Không biết là giải Đài hay giải Thái người ta chơi nhiều hơn. Mọi khi là đa phần là toàn giải Đài chơi nhiều thôi. Còn giải Việt nhà mình thì có vẻ như là áp dụng chưa được thành công cho lắm. Trước thì bâng hay chơi, còn bây giờ thì có vẻ như là không, nếu TNG không nhầm như thế. Nhưng phải công nhận với anh em dạo xem giải phê các bạn nhỉ. TNG xem góc nhìn với anh em ấy, chủ yếu là chém gió với anh em, rồi là chúng ta cùng học hỏi cách bắn, cách ngắm, cách rỉa của chiết, rồi là lối chơi đồ đạc thôi. Chứ TNG không bình luận cái thế trận, không bình luận các đội tuyển, cũng chẳng bình luận đời tư hay là này nọ kia của các tuyển thủ các bạn nhá. Mình chỉ muốn xem là eo su của chiết như thế nào và mình học hỏi được cái gì, thế thôi, đơn giản như vậy. Anh em mình phải sòng phẳng xanh chín vậy luôn đi, anh em đỡ loằng tà lằng ngoằng các bạn nhá. S cho em hỏi là em chuyên tướng dạng đấu sĩ tanker đi top, nếu gặp kẻ địch có hồi máu mạnh như kiểu bọn Tara hay Helen thì có cần lên đồ giảm hồi máu không? Theo TNG nhá, nó có nhiều trường hợp lắm. Ví dụ như là đồng đội như là thằng trợ thủ hay là thằng mid nó lên được thì thôi, kệ nó đúng không? Cho nó lên đi. Còn nếu mà là kèo đi sâu đường với mình mà nó là hồi phục căng, ví dụ như là Airi, Vedet, Lubo hay là mấy con kiểu khó chịu nhập phần lo đấy ạ, thì đồ giảm hồi máu là cần thiết bạn nhé. Ôi rồi bắn thế mới phê chứ các bạn, đúng không? Bắn tay đấy, không rỉa được thì mình cứ bắn tay thế thôi đấy. Ở rank chỉ cần như vậy thôi các bạn ạ, như giải thôi. Thì đồng đội đảm bảo là yêu quý anh em hết đức chấm luôn.
Ôi, phải công nhận là hôm trước xem giải phê, xem đặc biệt là xem các đội tuyển như là FPT với Atlanta này, rồi là Heavy gặp FPT này, thực ra là người ta gọi là duyên nợ của hai tuyển thủ xạ thủ các bạn ạ. Đó, một pha 3.000, hơn 3.000 sát thương các bạn ơi. Đây là một chiếc bán Elsu rất là xanh các bạn nhá. Còn về vấn đề là hụt chiêu đấy ạ, nó bình thường mà các bạn ơi. Nó không hụt kiểu là cách quá xa là được rồi. Bởi vì họ có sự hack nào riêng mà các bạn. Chứ không phải là 100 trăm đầu, quan trọng là những cái pha cần đấy ạ, là phải trúng. Đúng ạ, và những cái pha nào cần bắn tay đấy ạ, là phải bắn tay ngay. Ad ơi, Ad đề xuất cho em vài vị tướng đi đường xe ra để tự làm tự an ổn một chút được không ạ? Em One Charm Arthur, bây giờ muốn đổi gió một tí. Nếu mà là từ thằng Arthur ra đấy ạ, chứ không phải là bọn Zuka, Floor thì TNG nghĩ rằng bạn có thể test bọn như là Skirt này, Omen, Tara. Tự lo luôn cho nó phê các bạn nhé, thử đi. Nói chung là bọn kia nó sàn sàn giống nhau à. Đó, anh nhìn thấy không? Bắn tay thế cơ mà. Trời ơi, kiếm Furnier các kiểu. Bắn tay rôm rốp luôn các bạn ơi. Đó, rỉa nè, phê chưa, được không? Đỉnh luôn ý chứ. Đây đây, lại bắn tay nè. Bùm. Ui, đau thế nhờ. Giật chút cuối không? Không cần thiết các bạn ơi. Nhưng mà xem phê các bạn nhỉ. Mà đây là giải đấu các bạn nhá. Mà phải công nhận với anh em là xem các tuyển thủ họ đánh ở cái này người ta gọi là gì nhỉ, ở cái hạng thấp hơn đấy anh em. Tức là hạng 1, hạng 2 là đa phần là của FGP và One Star rồi đúng không nào? Hay là trong top 4? À không, không phải là hạng mà phải là trong top, top 6 đấy ạ. Trong top 6 thì có Heavy đúng không? Rồi là top 4 thì có ZZ Line đúng không nào? Và các đội tuyển khác. Nói chung là năm nay xem sôi động cực kỳ luôn. Đặc biệt là các nhân tố mới, xem phê nhở. Nhưng mà nhân tố vitamin gái thì anh em cứ chờ đi. Cái trận đấu nào người ta gọi là mang tính thủ tục đấy ạ, thì các bạn ấy sẽ được ra sân thôi. Các bạn cứ chờ đi. Nó là một cái điều hay ho thú vị của Liên Quân mà các bạn ơi. Đúng ạ, làm sao mà thiếu các bạn gái được. Và đó chính là góc nhìn của chiếc Vesu. Anh em thích xem góc nhìn của ai ạ? Hãy comment dưới video các trận đấu và các tuyển thủ các bạn nhé.